Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục về chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Dạ anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Chương trình phát thanh những câu chuyện đời. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Những Câu Chuyện Đời, chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ. Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát lúc 12 giờ chủ nhật và 12 giờ thứ hai trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần, phát sóng lúc 9:30 thứ bảy và 19:25 thứ ba trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, phát lúc 5:35 và 11:47 thứ năm, phát lần hai lúc 17:30 thứ hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Long An, phát sóng lúc 19 giờ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Mỗi tuần chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống. Quý khán giả thân mến, năm 2017 cũng là năm thứ 9 Khát Vọng Sống đến với hành trình nhân ái kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh. Mỗi năm đi qua, Khát Vọng Sống cố gắng mở ra thêm nhiều điều mới, nhiều hướng đi mới để mong nỗ lực của mình có thể giúp nhiều hơn những hoàn cảnh vượt khó. Năm thứ 9 của hành trình nhân ái 2017, Khát Vọng Sống mong muốn đến trợ giúp cho đồng bào ở nhiều vùng đất mới. Dẫu biết rằng những chuyến đi dài ngày không chỉ xa hơn vì đường đi, khác vì địa lý, là nhiều nơi đường gian khó, hiểm trở hơn. Thế nhưng, những đung đấu đến với những gia cảnh ở vùng xa xôi hẻo lánh cứ thôi thúc và nhăn nhúm trong lòng. Mùa xuân năm nay, Khát Vọng Sống bắt đầu chuyến hành trình khi mùa xuân vẫn còn đâu đó rộn ràng trên khắp các nẻo đường hành trình đi về miền cực Bắc để tìm đến và chia sẻ những câu chuyện đời người. Đến với vùng đất Vị Xuyên, một huyện lỵ của tỉnh Hà Giang, nơi chịu nhiều đau thương trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung vào tháng 2 năm 1979. Đến để cùng chia sẻ câu chuyện gia đình đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Tày và Nùng ở thôn Nà Khoa, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Một câu chuyện đầy xúc động về tình yêu, sự hy sinh cùng những gắn kết, ước mơ, khát khao và hy vọng. Tình yêu của đôi trai gái dân tộc anh Lục Văn Thủy và chị Hoàng Thị Nghi đâm hoa kết trái khi đứa con gái đầu lòng là bé Lục Thị Thùy Chi chào đời, mang đầy tình yêu thương và niềm hy vọng của cả bố và mẹ. Thế nhưng, vừa sinh ra khoảng được 2 tuần tuổi, chị bỗng có dấu hiệu xanh xao, nhợt nhạt. Bác sĩ kết luận em bị bệnh thiếu máu huyết thanh, một căn bệnh mà chị có truyền máu và truyền máu suốt đời. Cái căn bệnh đã dẫn vào cuộc đời thơ bé của em, khiến em luôn xanh xao, gầy guộc. Ngay cả chạy nhảy hay tung tăng vui đùa như những đứa trẻ bình thường khác, em cũng không được phép. Vì vậy, chị cứ hay lủi thủi chơi một mình, đứng yên một chỗ, chịu đựng tuổi thơ gắn liền bệnh tật, tuổi thơ của đứa trẻ con nhà nghèo.
căn bệnh nhà giàu của bé Chi khiến tiền cứ như muối bỏ biển. Bởi cứ đều đặn một tháng có đến 1 đến 2 tuần, Chi phải nằm viện để truyền máu cho người. Để có tiền chạy chữa bệnh cho con, bố mẹ Chi chỉ biết nỗ lực làm việc bằng mọi cách. Ở cái vùng rất nghèo này, tìm một việc làm ổn định sao thật khó. Nhà có 4 sào đất được cha mẹ cho, 1 năm làm được 2 vụ, nhưng bấy nhiêu đó chỉ đủ để lo cái ăn trong nhà. Ngày ngày 2 vợ chồng ra dung xới đất, trồng ngô, trồng khoai, trồng lúa. Mảnh đất nghèo làm cầm cọi cầm lưng mà có khi lỗ vốn. Thôi thì chia nhau ra, những công việc đồng áng cần cần hay những việc nhà như nuôi heo, nuôi gà, nhặt củi thì Nghi dành làm để ở gần nhà mà trông chừng con bé. Thủy thì tìm những công việc xa xa nhà một chút để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Mấy tháng trước, Thủy xin theo các công trình làm thợ xây, làm hồ, nhưng được vài tuần lại hết việc. Gần đây cứ tờ mờ sáng là Thủy đi nhờ xe của người cùng làng, chạy hơn 10 cây số để xin một chân làm tại xưởng gạch Tuy Nen. Mức lương ở đây được 160.000 một ngày. Thiên Dương Thủy không dám tính xa, chỉ nghĩ có được việc ngày nào thì hay ngày đấy. Bởi gạch làm thì có công đoạn, nếu nghỉ nửa chừng thì sẽ bị người khác thay mất chỗ. Vậy mà lắm lúc đang làm, nghe tin con bị chóng mặt, mệt, xỉu, thì đành bỏ ngang việc đó mà đưa con đi nằm viện. Đôi lúc nhà túng quẫn quá, 2 vợ chồng lại mang thóc, mang ngô đi bán lấy tiền cho con đi truyền máu. Thương con và giới trách nhiệm làm cha, khiến Thủy cứ trăn trở hàng đêm. Anh thao thức tìm câu trả lời, làm sao, làm gì, và đi đâu, để kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa cho con, để nếu giữ con ở lại trên đời này với mình, cho dù có cực khổ, vất vả đến mấy cũng cam. Bé Chi thấy bố cứ miên man trong suy nghĩ, lấy bố mà hỏi, bố ơi, bố nghĩ gì mà buồn thế? Ôm con vào lòng, Thủy thủ thỉ, bố đang nghĩ làm sao có thể kiếm được thật nhiều tiền để chữa cho con hết bệnh. Chị cũng ôm cổ bố hồn nhiên, bố đừng lo, bệnh của con chữa không có tốn nhiều tiền đâu bố ạ, con sẽ mau hết bệnh để lớn lên trở thành bác sĩ thôi mà. Những câu nói, những lời thơ trẻ của Chi cứ bay bổng lên cao, khiến cả 2 vợ chồng Thủy và Nghi nghe đều muốn rơi nước mắt. Bởi hơn ai hết, 2 vợ chồng hiểu rằng nếu ngừng tiếp máu, nghĩa là cuộc sống của con cũng sẽ ngừng lại. Thì thôi, 2 vợ chồng nhủ lòng, cứ ráng, ráng làm được gì thì cố, để có được nhiêu thì đưa con đi truyền máu bấy nhiêu, để mong kéo dài sự sống cho con mình. Con em bệnh như thế nào em? Con em đi viện bác sĩ bảo là nó bị thiếu máu huyết tán. Mỗi tháng đi viện một lần, một năm 12 tháng đều cả 12 tháng ở viện. Để các điều trị của cháu như thế nào em? Là bây giờ là chỉ có đưa cháu đi truyền máu định kỳ mỗi tháng một lần thôi. Rồi một lần vậy thì mình tốn bao nhiêu tiền? Nó cũng thất thường, có những lần đi lên đi vào viện thì có những lần lên thì 2-3 triệu, mà ngay từ lúc nó còn nhỏ thì cả bố cả mẹ lên thì ở viện 1-2 tuần mất 4-5 triệu đấy. Thì lúc mà bác sĩ cho mình có kết quả thì lúc đó tâm trạng em thế nào? Em cứ nghĩ là cái bệnh này nó thiếu máu bình thường thôi. Thế nhưng bác sĩ tư vấn lại tư vấn và cho biết thêm bệnh này là khó có thể chữa được. Nếu như muốn duy trì cho cháu bình thường thì chỉ có bằng cách là đi truyền máu, hàng tháng. Lúc em ra ở riêng thì thực sự là quá khó khăn, không có một cái gì cả. Ngoài một cái khung nhà anh em cho rồi là hộ nhau dựng. Rồi ngoài việc mình thiếu gia đình còn có thiếu người ngoài không em? Chính quyền xã thấy gia đình em khó khăn cho nên tạo điều kiện cho em vay ngân hàng chính sách. Để mua một con trâu về để làm. Một ông cho vay lái nữa, 20 triệu nữa về để cố gắng cho con đi viện chữa trị hàng tháng. Thế nhưng rồi có đủ không? Không đủ chứ. Rồi có lúc nào mà
gia đình không có tiền để đi đưa cháu đi chữa trị hay là vô máu? Có chứ chị, lúc đấy lên viện là bệnh viện không có máu. Trên bệnh viện thì bảo là người nhà đi hiến máu mà em ấy vợ em không thể lấy được máu. Thì khi xét nghiệm máu thì một người thì bạch cầu cao, một người thì thiếu tiểu cầu. Nên không thể truyền được cho con. Nên bệnh viện bảo là thế gia đình phải đi mua máu. Nhưng lúc đấy không có tiền để mua máu cho để tiếp cho con. Cứ tiếp tục như vậy thì nếu mà mình không còn tiền để vô máu cho cháu thì lúc đó em cố gắng hết mình thôi, chứ em cũng không để cho con em phải một tháng mà không được đi truyền nhỉ. Bởi vì một tháng mà không được đi truyền là nó sẽ sinh thêm bệnh ở trong người nó nữa. Rồi có gì định sinh thêm đứa thứ hai không em? Em chưa nghĩ đến chuyện đấy chị ạ. Bởi vì em vẫn lo cho đứa này đến khi nào mà em có thể có khả năng để em chữa được khỏi bệnh cho con em đã, em mới tính đến chuyện đấy. Không dám mơ sẽ sinh thêm một đứa con nữa, bởi cái nghèo còn dai dẳng đeo đuổi cuộc sống của hai vợ chồng vào trong từng giấc ngủ. Nỗi lo sợ mất con cứ đau đớn từng giây từng khắc. Chính vì vậy mà cả Thủy và Nghi đều không dám nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa con nữa. Bởi không chỉ lo sợ đứa sau cũng ra bệnh như đứa trước, mà còn sợ sinh con ra sẽ không lo được cho hai con đủ đầy. Trong cái lạnh của cơn gió chiều nay, dáng nhỏ thó của chị ngồi trước nhà chờ cha mẹ về. Con bé ôm chặt cái con gấu bông nhỏ xíu đen nhẽm, đó là món quà bố mua trong lần sinh nhật năm ngoái. Đó cũng là đứa bạn thân duy nhất trong mỗi lần cùng ra vào bệnh viện của chị. Cứ mỗi lần ngồi trò chuyện cùng gấu, chị lại chơi trò chích mà không đau, bằng cách lấy cây tăm chích vào cái tay của bé gấu, rồi thủ thỉ vào tay gấu rằng: "Đấy, chị bảo mà, chích có đau đâu." Bé gấu của chị dũng cảm thật. Đúng là chẳng còn biết đâu, bởi những mũi kim đã gắn liền với cuộc đời của bé từ lúc vừa chào đời. Đó không phải vì chai lì mà không cảm nhận được vết kim tim, mà bởi bên kia còn có bố, có mẹ động viên và luôn kề cận giúp con vượt qua sợ hãi. Nơi ngôi nhà tên huên trống trải, cái ấm không nằm trong gian bếp hay góc giường quay tạm quay bờ gió lùa, mà cái ấm nằm trong tim của từng thành viên. Để mỗi khi đêm về, sau những ngày gian lao cày cuốc mệt nhoài bên ruộng, bên đồng, ba con người lại quây quần ngồi tựa vào nhau, cùng chuyện trò, cùng ôm nhau vào lòng mà cười mà nói. Quý vị thân mến, sống và sống, khi hòa vào câu chuyện của gia đình, chúng ta cảm nhận mạch sống cứ như là mạch sông chảy. Ở họ luôn ngự trị niềm tin mãnh liệt về sự sống và tình yêu thương. Tình yêu của mẹ đó là sự ân cần, là vuốt ve, là ôm ấp con. Cổ lờ những bữa cơm ngọt nóng với manh áo ấm che sương, che gió. Tình yêu của cha đó là trao cho con sự vững chãi, là truyền hơi ấm vào tim, để dù đau nước mắt cũng không chảy, dù mệt mỏi nhưng miệng vẫn cố nhoẻn nụ cười. Mầm sống gia đình là đây. Đứa trẻ héo hon xanh nhờn vì bệnh tật, héo hon vì cái nghèo bủa vây, vẫn hồn nhiên mà bước qua từng ngày, từng tháng. Những bàn tay vẫn siết chặt vào nhau mà truyền hơi ấm, truyền sức sống mãnh liệt để cùng dắt nhau đi tới, đối diện với bước đường tương lai khó khăn còn dài lắm phía trước. Quý vị thân mến, giá trị của tình yêu thương và gắn bó của gia đình là thế, là khi mỗi thành viên dù khó khăn thế nào vẫn nỗ lực tột cùng để vượt qua mọi gian lao. Để nước mắt dù có nhòa đi mỗi khi đêm dần buông, thì khi thấy nhau, khi bên nhau, ai nấy đều nỗ lực sống tận tụy vì nhau hết mình. Câu chuyện Khát Vọng Sống ghép lại để lại trong lòng người không chỉ là câu chuyện đời người, mà còn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc chân tình của cuộc sống. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.